Chào cả nhà. Ông heo thấy ông livestream xong rồi có một cô nói sẽ qua Mỹ ở với ông luôn, cái bây giờ Hương và ông xẹt xẹt chạy ra chạy vô tí xíu thôi, Hương tính là chẳng có quay gì hết. Ông nói thôi phải livestream đi để giao lưu với khán giả. Bây giờ ông thấy livestream rồi, ông kiếm được vợ sắp sửa qua ở với ông rồi, em Moonlight Sushi á, Moonlove Sushi á. Câu xấu bên Việt xong cái Hương tính là hai chị em chạy sạc sạc thôi, chẳng có quay làm gì hết. Ông nói quay lên cho vui, live stream cho vui, giao lưu với khán giả. Thôi chị cứ quay phim về nhà, chị cứ ngồi cắt xẻng mà mệt quá. Thú Hà Trần, đúng rồi, live stream vui mà chị Hương. Stream gì ở chơi, rảnh rỗi, mốt đi làm, mà đâu thì giờ. Em nói giờ chạy với chồng hoài vậy? À, Diệp Nguyễn. Diệp An Nguyễn, chào chị Hương, em Huỳnh. David Hồ, I asked my 22 years old cousin and she says she likes you Andy. Chết ơi. Vậy là giờ ông Andy ông đòi live stream hoài chắc Hương chết quá. Hương tính nói ông thôi chạy sạc sạc ra, chạy sạc sạc về không có live stream. Không có, tại chị quay phim á, quay là cái em 22 là ở Việt Nam phải không? Ông Andy chưa có giấy tờ. Giờ Hương phải cầu xin Chúa hoài cho ông có giấy tờ. Ông giấy tờ để đời ông mới vui vẻ, chắc ông ở bên Mỹ nửa đời thôi. Nửa đời ông chạy về Việt Nam ông chơi. Vì về Việt Nam sống luôn chứ chơi gì. Ôi, ông về Việt Nam ông sống luôn rồi, chết rồi. Ông về, ông kêu em không đi làm hả? Hả? Trời ơi, về Việt Nam đi làm. Thì cũng đi làm. Việt Nam cũng có việc làm vậy. Đi phụ hồ đâu được vậy? Ôi trời ơi, về Việt Nam gì phụ hồ. Mình bỏ vốn, mình ra mình làm ăn, mình làm business gì chứ. Chứ tiền em đi làm để dằn bấy lâu nay làm gì? Nói về cho phụ nữ vay tiền. Ở bên Mỹ rất khó mở business quý vị, tại vì phải cần rất nhiều tiền. Nhưng mà ở bên Việt Nam đâu có cần rất nhiều tiền, 1 tỷ thôi là làm được business rồi. Mua được cái gì, bán cái gì, mình có tiệm gì mình bán. Không có gì đi về đó, đi làm phụ hồ, ông bị bệnh quá, cái đầu ông không có biết suy nghĩ cũng gì. Cũng là việc làm gì, trời ơi trời. Phụng Trần, chào chị Hương và Andy. In livestream, vui vã. Huỳnh, Nhiên Hà, chị Hương có khuôn mặt và giọng nói phúc hậu. Đó nó không chịu. Thu Hà Trần, về Việt Nam phụ hồ là chết đói đó ông heo ơi. Trời, ông heo có vốn thì ông heo về. Hương thấy bên Việt Nam dễ mở business lắm. Mình thuê cái nhà mình ở, mình mở ra đằng trước, mình bán luôn là xong rồi. Bên Mỹ không được, mình phải thuê một cái business riêng. Thuê một cái business rất là tốn tiền. Sang lại một cái business cũng rất là tốn tiền. Bên Việt Nam đâu có sang gì. Mình mở tiệm mình ra mình bán luôn. Mình tự dựng lên mình mở cái tủ gì mình bán. Linh đám cưới, chào chị Hương, em Huỳnh. Có nhiều sức khỏe để giúp những hoàn cảnh khó khăn. Mary Trần, hai cô Hương và anh Huỳnh. Ôi không biết có thấy anh Hoàng không. Ghé lại Hoàng trước. Anh Hoàng lụm tơ lâm rồi, anh không có nhà rồi em ơi. Anh Hoàng ơi, anh Hoàng, em kéo đó, em nhìn qua bên chỗ kia thử có ảnh bên đó không. Cái anh Hoàng mà nói rằng là không có mua thịt, ngay nào cũng có thịt bán. Ghê không, không mua thịt mà ngay nào cũng có thịt bán. Bây giờ ở nhà Hương kho thịt kho tiêu, xong rồi nhà đi vắng hết. Ăn bi không ăn, bố Hương không ăn, mọi người không ăn. Cái Hương nấu cơm Hương trộn đem ra cho anh Hoàng ít. Rồi em đi đâu rồi? Tại hôm qua thấy anh nói chuyện tư lâm. Cái tội là dọn lằng quằng xong còn nói tôi sắp dọn nữa. Hương đâu đang đem phần ảnh đâu. Em nhìn qua bên đó thử thấy ảnh không Huỳnh? Làm sao giờ, làm sao có để đồ ảnh lại cho ảnh không? Để có bịch gì đâu, lại đi. Ờ, sợ chuột nó muốn ăn. Thôi chiều mình ghé lại nữa, gặp ảnh thì đưa cho ảnh. Bây giờ ghé qua cho Alex với anh Thiện. Sáng nay là Hương chạy xuống, tại vì Hương với Huỳnh vẫn cãi nhau về cái vụ treo cái bạc của anh Thiện. Hương mua cây cáo thì là cao, Hương nói là mình đóng cây ngang. Tại vì như vậy nè, cái chòi nó ở đây phải không, cái lều mà hôm nọ em Châu Lê mua đó, miếng bạc mà mình treo bốn góc thì nó trũng xuống thì nước nó vô đó, nắng thì là nặng, cái là nó bút một cái là nước bể xuống cái chòi, nó sập chòi chết luôn. Giỡn hoài chị. Cho nên Hương mới nói Hoàng là Hương phải mua cái cây Hương chống vào giữa, xong rồi miếng bạc phủ lên cho nó xuống và giống như hình mái nhà thì nó sẽ không bị nước động. Ông Hoàng không chịu, ông nói là treo dây thôi. Cái Hương hỏi ông treo ra sao, cái sáng nay hai chị em xuống để coi.
coi thử treo cách nào. Thì ok, có thể treo được. Một bên thì treo rất dễ dàng, còn bên kia nó hơi khó. Tại cái cằn nó nhỏ chút, là cái bạc nó nặng lắm em. Biết sao có cách treo được rồi chị. Cho nên là ông Huỳnh ông nói không có làm cây gì hết. Tại vì nếu mà làm cây là phải mua xi măng, đào lỗ bỏ cây xuống rồi đổ xi măng. Ai đào xuống, ai chắc là người đào. Thì nó mới là làm cứng được hai bên. Thì Hương tính là Hương cầm hai cây hai bên nè. Trên này Hương làm cái đòn ngang nè. Đó là cái đòn đó, cái đòn ngang nó nằm ngang trên cái chòi của ông Thiện á. Rồi hai cái này là đóng xi măng xuống nè, xong rồi mới phủ miếng bạc lên như vậy. Nó cũng ra hình cái nhà. Nhưng mà Huỳnh nói là làm như vậy thì là phải đào xi măng, đào lỗ chôn xi măng cái cây đó rất phiền hà. Cho nên Huỳnh nó treo dây, cái là sáng nay Hương vô để coi thử treo dây ra sao. Rồi thí dụ nó muốn mua cái chòi đi làm sao mà đào cây một lên. Bên thì là có cây rất là cứng cáp mà gần mà là có thể treo được. Còn một bên cây cao mà cái cành nó nhỏ xíu cũng không biết sao, thì để bữa nào ông Thiện ông hết bệnh đã, bây giờ không dám tới gần. Bữa nào ông hết bệnh đã, Hương với Huỳnh xuống treo dây lên rồi giăng cái miếng bạc chờ cho nó xong đi. Chứ nếu không cái chòi đó nó hư uổng lắm. Chòi đó mắc á, 170 mấy đồng mà. Với lại chị Châu Lê mới là mua cho Alex với lại anh Phúc Cao mỗi người một cái chòi 40 đồng. Đầu tiên Hương kiếm được cái chòi 30 đồng nó cũng tốt, nhưng mà nó là hình vuông. Mà hai ông này thì ở gầm cầu, cái chỗ ổng từ cái gấp cầu, cái cầu đây phải không, xong người ta đắp đất vô về phải ông xui như này nè. Đó, người ta đắp đất vậy thì mấy ông đem mấy ông chặt ngang cái đất này để mấy ông làm chòi với ông ở. Thì chặt không có được nhiều, nếu mà chặt xuống nữa thì nó sát xuống đất rồi. Cho nên cái bề ngang cái chòi của ông khoảng chừng 1.5 mét thôi. Ở cái trên đó chị biết ai chặt không? Ai? Em là người chặt đó chứ không phải ai chặt đâu, nào mà người chất chặt. Mà cái chòi thì cái chòi mà Hưng mới hình vuông đó, là bề ngang nó tới 2 mét. Hồi xưa nó u cao như nè. Nếu mà để cho mấy ông nằm ở trong cái chòi 2 mét thì ông lăn cái thì nó lăn xuống đất luôn, thì nguyên cái chòi đó. Cho nên Hưng đi đổi cái chòi khác, nó bề dài. Nó có bề dài bề ngang nó ốm ốm khoảng 1.5 mét vừa đúng cái chòi. Hôm nay giờ có bạn rồi, các bạn kéo xe tới ở chung. Hết khu này là của ông luôn. Thế là Hưng mua cái chòi đó cho hai ông hết 40 đồng một cái. Xong rồi mua cho Thiện cái đèn solar nữa. Đó là tiền mà Châu gửi mua. Nhưng mà cái chòi của Thiện là mắc nhất, tới 170 mấy đồng tất cả. Cho nên Hương sợ nó hư. Cho nên Hương với Huỳnh phải xuống treo miếng bạc lên cho đàng hoàng. Hai chị em đang suy nghĩ treo miếng bạc làm sao. Chứ treo lộn xộn mà bốn góc là nước nó trụng vô giữa là nó bung một cái xuống chòi là sập chòi ổng luôn. Cho nên bây giờ đang làm giống như hình cái mái nhà vậy, nó có cái sống như vậy nè. Xong rồi mình phủ miếng bạc lên thì nó xuống như vậy thì nó không bị nước. Người mình phải chế biến nó chứ. Xong rồi có Hương tính mua cây để Hương làm cái sống á. Hương mua được 2 cây rồi. Hương đi lượm được cây dài ngang, nhưng mà Huỳnh nói đào lỗ rồi chôn xi măng rồi mệt lắm, cục dây lên thôi. Thì hôm qua Hương, hồi sáng nay Hương với Huỳnh xuống coi có chỗ cục. Bây giờ mẹ em chạy vô đằng trước cái hamburger thì rộng gặp anh Hoàng á. Ông hay lang thang ở đằng trước á. Lâm tới chỗ lắc xong ngáo ngáo nó cầm bậy nó giận đó. Thế là đi xong giờ lang thang rồi cũng không có chịu ơi một chỗ nữa. Ôi tôi đi chỗ này, tôi đi chỗ kia. Coi khán giả mình nói gì nha. Cá mình đâu rồi? Chỗ này hình như là signal yếu. Giờ yếu rồi, cái phone đi rồi. Rồi rồi, trở lại signal rồi. Chị Annie chúc mừng nha. Chị Annie chúc mừng em là em gái 22 là coi như thích em ạ. Thăng Long VIP 79 Nguyễn Trinh. Em chào chị Hương và anh Huỳnh. Hello em. Đức Ngọc Nguyễn chào hai chị em Hương Huỳnh, chúc hai chị em nhiều sức khỏe niềm vui. Phụng Trần chào chị Hương và anh Andy. Livestream vui quá. Huỳnh Nguyễn Đô. Quỳnh Nhiên Nguyễn Đô. Chị Hương có khuôn mặt và giọng nói phúc hậu. Úi giời ơi. Thu Hà Trần. Về Việt Nam phụ hồ là chết đói đó ông heo. Hình đám cưới. Chào chị Hương và em Huỳnh. Có nhiều sức khỏe để giúp hoàn cảnh khó khăn. Mary Trần. Hai cô Hương và anh Huỳnh. Một em nói tiếng Tàu. Chào chị Hương Huỳnh. JC Ernie. Chúc mừng. Mary Trần. Hôm nay anh Huỳnh có cặp kính mát ngầu quá.
Loan Thu, hello chị Hương và Huỳnh Nha. Kính này lụm trong xe chị Hương, thấy Hương chưa có đeo lụm. Phương Trang, mang thức ăn, thức ăn tận nơi cho mấy ông này là tập cho mấy ông thói lười biếng. Đúng rồi. Nằm một chỗ cũng có ăn. Châu Lê, chị Hương nói đúng đó, em cũng muốn nói cho chị không treo bạt lên vì nó sẽ bị động nước, động bốn cái cọc xuống, bốn góc bạt xuống. Đúng, mình sẽ làm cái xà ngang giống như cái mái nhà vậy, cái xà ngang như vậy nè, xong rồi xuống như vậy nè, để cho khỏi bị động nước đó em. Sáng nay chị với lại Huỳnh có xuống coi rồi thì chị nghĩ là cột dây được. Cột một con dây này mà bên kia xong để cái bạt. Ông heo ông cứ nói cột dây, chị không có hình dung ra được. Chị muốn làm cái sống nhưng mà Huỳnh nói làm sống rất phiền hà. Lỡ nó dọn đi đâu rồi làm sao mà đào được cột lên, tại mình đóng cột là phải đổ xi măng. Cho nên treo dây thừa hồi sáng chị với Huỳnh xuống coi thì là chị nghĩ treo dây được. Đóng cột trong thời gian. Hôm nào đã, Chẳng thời mua bốn cái cột đóng bốn bên xong để mấy miếng dán lên tận nhà rồi. Tân David, hello chị Hương Huỳnh. Hello chị Hương Huỳnh, David Hồ. Andy, when you did renew your green card, when you renew, they give you an extension on your green card. Không phải, ký Huỳnh xin. Không phải là renew của Huỳnh là Huỳnh bị tịch thu. Cho nên bây giờ Huỳnh phải xin lại chứ không phải là renew. Cho nên mình còn phải đợi quyết định người ta có cho mình tại lại hay mình không. Công dân tốt đất Mỹ là nó tịch thu. Đình Minh Trí, chào Hương Huỳnh, chúc hai ngày vui vẻ. Bình An, Lan Nguyễn Ngô, hello Hương Huỳnh, Châu Lê. Đừng treo bạt lên chị ơi, nó sẽ bị động nước. Đầy đống bốn góc bạt xuống đất đi chị, không được. Em làm như vậy thì nó không có bảo vệ, mình có cái xà chứ, em hiểu không? Nó giống như cái mái nhà của mình vậy. Nếu mà ở giữa nó có cái sống thẳng như vậy, xong bạt xuống như vậy thì nó làm sao động được nước. Nước chảy xuống như vậy chứ sao động được. Giống chữ A đó, làm giống chữ A. Giống như chữ A, mình sẽ làm giống như chữ A. Chị tính là chị đóng cái xà ngang, chị mua hai cái cây đứng như vậy, rồi trên chị bắt một cái xà ngang ở trên cái chòi của Thiện, rồi mình mới ném miếng bạc qua để cho nó đi xuống như vậy nè. Mà Huỳnh nói là đóng như vậy rất phiền hà, mà phải chôn xi măng rồi nữa. Mà tụi nó thì dọn nhà hoài, nó thích nhổ chỗ này chỗ kia, nhiều lúc bị đuổi nữa. Xong rồi cái Huỳnh mới nói là phải cột dây. Mình cột một sợi dây ngang như vậy nè. Đó, một sợi dây ngang thẳng vậy phải không? Xong mình ném quýnh bạc qua thì miếng bạc nó cũng phủ xuống vậy nè. Thì không thể động nước được. Thì là chị mới là Huỳnh hồi sáng mới đi coi thử có chỗ để cột dây hay không. Thì chị ngờ có. Có chỗ cột dây, một bên cột rất chắc chắn. Một bên thì chắc mình phải suy nghĩ nó hơi bị, cái cằn nó hơi nhỏ, nó hơi cao nữa, nhưng mà không sao. Để mình sẽ coi. Nhưng mà không thể động nước. Mình không thể nào mà động nước. Nếu mà em làm mà em để sát cái miếng bạc nào mà nó sát vào trong cái lều mà mình mua đó, cái canopy á, thì nó không có giúp được gì hết. Nó vẫn bị hư miếng bạc, nó bị vẫn bị hư cái canopy của mình. Nắng vẫn vô, nó mưa vẫn vô, xuống nó rất mau hư. Cho nên mình phải treo miếng bạc xa cái canopy của mình một khúc. Thì thay vì mình làm cái xà ngang thì chị sẽ răng dây. Để chút nữa chị về chị lấy cái hình chị gửi cho em. Nhiều lúc em nghe chị nói em không có biết. Người ta nói làm, chị làm chữ A, người ta hiểu rồi chữ A đó, chữ A đó. Chị đang nói thì hiểu đâu mà hiểu, chị đang chữ nói A, chữ A chứ không phải chữ A đó, chữ A đó. Ngọc, hai chị em ruột. Chút nữa vòng lại kiếm anh Hoàng Lùng nha, thấy anh tội nghiệp quá, bữa giờ không có có phần quản gì hết trơn. Cái tội tào lao cứ nói. Đó, ông có tôi sắp dọn đi chỗ này. Ông có giấu tiền, ông giấu tiền mà giấu 50 đồng. Tôi sắp dọn đi chỗ kia rồi. Huỳnh nói là không phải anh nói láo là anh mất tiền. Anh có giấu tiền mà anh chỉ mất có 10 đồng thôi. Anh giấu hôm bữa Huỳnh xuống suối thì lượm được trong cái ống có 10 đồng. Cái Huỳnh lấy thằng cho anh lắc rồi. Huỳnh nói có thể là anh Hoàng anh kết ở đó. Mà ông quên cái đầu, ông láo ngáo, ông quên. Xong ông cứ nói là lát ăn cắp của ông 20. Thì nó ngốc của ông 20. Anh Phú bật ngốc của ông 20. Giống như ông Lộc đó, ông Lộc đến gần ngáo anh tờ 20 với tờ 10 đồng là ông xé đôi hết dục. Còn tờ 1 đồng ông xài. ông đi xin về tiền 20 đồng ông xé dục. Ông đốt. Ê, đừng đốt để tao lùng đi cho.
Ông Lộc mà ông ở vô gia cư là đời ông rất sung sướng nha quý vị. Ông giống như anh Don vậy. Ông đi xin tiền mà ông xin được rất nhiều tiền. Rồi xin nó xin, xin nhiều anh Don vậy. Có ông Phúc Cao là không xin được đồng nào. Có ngày về nói Hương xin được có 5 đồng, 2 đồng thôi. Mặc quần áo rất là đẹp, mặc áo sơ mi đẹp, quần tây đẹp, mang giày xong rồi mặc áo khỉ ở ngoài, nhìn đàng hoàng lịch sự, không đứng giữa đường xin tiền. Không biết ông nghĩ sao. Ông mặc quần áo chỉnh chu vô cùng, xong đứng xin tiền, không ai biết, không ai cho ông tiền hết. Cả ngày ông chỉ xin được có 2 đồng, 5 đồng thôi. Còn ông Lộc, ông mặc quần áo tèm lem, mà ông Lộc cũng về đây một cái là một tuần sau, ông là coi như vô gia cư chính hiệu, ông tèm lem, ông đứng ngoài đường, ông xin được rất nhiều tiền, y như anh Don. Có ông Phúc Cao là chị cười quá trời, chị nói, ông ơi, ông kia kiếm áo nào rách, ông mặc vô đi. Ông không chịu. Ngoài mặc quần áo chỉnh chu đàng hoàng. Ngoài không biết tại sao tờ 20 ký, tờ 10 đồng mà nó dục hết. Nó chỉ lật mày tờ 5 đồng với 1 đồng mà nó cắt thôi. Ai biết được. Xong anh Phúc còn có cái vụ về đang ở nhà mặc áo t-shirt, mặc áo thun á. Xong cái đứng dậy thay áo sơ mi, mặc áo khỉ đồ vô đàng hoàng cái đi xin tiền. Sao mặc áo thun nhìn cho nó nghèo thảm một chút, áo thun lạc xẹt cái là xẹo sọ, mà mặc quần áo chỉnh chu, áo sơ mi bỏ vô quần quần tây, xong áo khỉ ở ngoài rất là chỉnh chu, xong đi xin tiền không ai cho. Chỉ thế nào không bị hay là mấy ông muốn chuyện mà người ta đi làm chứ nói xin đó là cũng là công việc làm mà. Ai ai em đó là vấn đề suy diện mà, ta nói người ta đi người ta nói là người ta đi làm chứ cái nói xin tiền không sao. Trời, sáng gặp anh Phúc cô Tây nhìn ảnh thì tan băng luôn, nhìn như là cái ông Mỹ đen chính hiệu vậy đó. Bây giờ đem xuống cho nó hay lên gọi nó lên lấy? Thì em nghe nó đi thôi, em gọi nó lên lấy rồi chị. Thôi đem xuống được mà em bê cái rổ đi rồi chị đi không thôi. Em chắc chị phải tắt máy chứ, bây giờ xuống dưới nó mất máy. Đây nghe kiếm trời ơi, tưởng là ai nấu nướng gì, té ra anh Hiếu quạt cho rồi nó bụi nó bay tôm luôn vậy anh Hiếu. Tôi đi lên xuống cái tỉnh hòa tôi sợ nó bị qua có chị cẩn thận á. Dạ cái mấy nhỏ đó chợ. Dạ có đói bụng không Alex? Đói bụng hả? Đang đói bụng hả? Rồi ăn đi. Có ai vậy nữa? Ông Hiền, ông Hùng Lùng với ai nữa? Anh Phúc rồi, đủ bốn ông rồi ăn đi. Gặp ai đưa luôn cho hết. Tuổi rồi em phải 60 mấy á. Chị nhìn mặt anh chị nghĩ vậy, tóc anh bạc trắng hết rồi. Phải không? Em không biết. Chị nghĩ anh Hoàng luôn phải 60 mấy á. Phúc Cao hình như bằng tuổi chị. Nhớ hơn chị sao? Rồi Hùng Lùng thì ông kêu là ông tuổi giả thì ông nhỏ hơn chị nhưng tuổi thiệt lớn hơn chị. Còn có cái vụ qua Mỹ khai tuổi giả không biết làm chi vậy trời. Tuấn sinh năm 66 mà qua Mỹ khai sinh năm 70. Làm gì không biết nữa. Không gặp ai, sát tô này đi về luôn. Có con cái gì đưa người ta dấu dấu rồi người ta tới ta hỏi chị không được. Muốn gì bầm mắt á. Ông này, thằng này, thằng Quang. Hỏi gọi anh Quang lại. Ủa, nó ăn thịt mang chay mà. Thằng Quang mà sao ăn chay? Mang chay. Trời đất ơi, nó tím tiệm mình mỗi tuần nó ăn mà sao ăn chay mình. Đưa ông gì nè, khô nè. Nay cô Mai học cái gì đây à? Ừ. Ông Khôi có một bịch đồ luôn. Hình như hôm nay nhà thờ tới trang mì gói. Phải không? Đúng rồi. Hôm nay thứ năm mà nhà thờ có tới không? Trời ơi, chút nữa có tới. Đó, thấy ông Khôi đang có mì gói kìa. Thôi đưa nó đi. Em chạy ra mở chân em lấy em đưa nó luôn. Chút nữa đi, có người con tới đến ta xin nó kỳ lắm. Ừ. Ta hỏi nó không có cho người ta kỳ lắm chứ. Ờ có một ly rồi, sợ đưa người này người kia chạy tới hỏi tôi cũng đói bụng rồi không có gì đưa cho người ta nữa, khổ thiệt luôn đó. Người khán giả nói chuyện gì chị, đang chữ gì kìa. Đi coi.
ông Phụ Nguyễn chào hai chị em Việt Nam 7:40. Đúng rồi. Ôi thơm tho được không? Chào hai chị em chị Hương nha, chúc mừng luôn luôn làm chị dâu cho anh người rừng Cali. Rồi đem cơm kho thịt kho đưa cho Khôi rồi. Thịt kho bà đẻ hả Khôi? Trời ơi thịt kho bà đẻ đó. Nói nghe nó sợ hết hồn không nhưng mà à. Châu Lê, đang nắng chang chang như vậy sao thì nó không treo cái tấm năng lượng lên để xài. Hết nắng rồi em, ở dưới suối nắng nhẹ lắm. Bây giờ cái nắng này là không có chạc được cái gì hết. Em phải nắng buổi trưa khoảng 11, 12 giờ bắt đầu để ra. Đến 4 giờ chiều là nắng nó yếu xìu rồi đem vô kích. Chứ để đó quên tái mất. Ủa, sĩ kiếm gì vậy? Chỗ nó tối thui à, sĩ đâu? Sĩ nó kiếm gì vậy? Kệ nó. Châu Nguyễn, chúc mọi người một ngày vui vẻ. Châu ơi, mổ xong rồi lành lặn hết chưa em? Phú Sơn Huỳnh, vậy bây giờ nhân mình kết bạn bên Zalo chém gió vui nha. Châu Lê, phải treo lên để tích điện xài buổi tối chứ. Giờ này không có em, giờ này nắng yếu. Ở trên này mình còn nắng yếu, ở dưới là tắt nắng luôn rồi, tại ở dưới nó thấp xuống. Thảo Nguyễn KKK, con vẫn đang rất hạnh phúc nha cô. Thảo nói gì sao? Maita USA, khai tuổi nhỏ để được đi học. Nguyên Phan, em mến chào hai chị em chị Hương và Huỳnh cùng cả nhà xem kênh, chúc ngày mới bình an hạnh phúc. Maita USA, chào chị Hương và Huỳnh. Thảo Nguyễn, hôm qua cô bán anh Huỳnh được rồi mà. Hôm qua bán rồi nhưng mà người ta mới đặt hàng thôi, chưa có chừng nào mà trao tiền rồi lấy hàng đi thì cô mới yên tâm. Mà hàng còn thù lù một đống ở đây cô chưa có yên tâm. Hàng mà thù lù một đống ở đây cô chưa yên tâm. Chừng nào mà người ta nói là tôi sẽ đặt hàng mua hàng, người ta tới người ta pick up luôn đó thì cô mới yên tâm con ơi. Sarah, chào hai chị em Đoan Vũ, Doan Vũ. Hello hai chị em chị Hương ạ. Hiếu Nguyễn, chào hai chị em Tấm Tám đi chị. Tracy Nguyễn, chào hai chị em, chúc hai chị em vui và mạnh khỏe. Kem Nguyễn, đèn năng lượng không cần phải có nắng mới xài được, chỉ cần ánh sáng thôi. Bà Khoa Lan không biết cái gì hết. No, nhưng mà nó phải tích vào trong đó chứ. Giờ này đâu đã xài, giờ này dưới đó đâu đã cần điện. Đêm Hương Nghị cũng phải 8-9 giờ họ mới cần phải mở điện lên. Thì giờ này họ đâu đã cần mở điện lên đâu. Buổi trưa họ bỏ ra rồi để nó tích điện rồi. Sáng nay Hương đưa đèn cho nó sớm thì nó bỏ ra ngoài rồi. Xong nó bảo hồi nãy nó đem vô nó cất. Giờ chưa xài điện đâu. Hương Nghị tối nó mới là xài. Chỉ cần ánh sáng để tích vào. Vậy hả? Hương biết nữa, nó đem nó cất rồi. Hương ở nhà Hương cũng có đèn năng lượng mà Hương để nguyên ở ngoài luôn. Hương chẳng biết lúc nào tích nữa. Khảo Nguyễn KKK, chịu không nổi cô Hương luôn. Tại người ta chưa có lấy hàng con ơi. Hàng còn thù lù một đống nằm gào cô Hương cái này cái kia. Chị gì? Làm giùm em cái này. Chị gì? Em đói bụng nấu gì cho em ăn gì. Trời ơi cô mệt dễ sợ luôn con. Cho nên là cô cần người tới pick up hàng gấp gấp. Để Hương nói với thằng Thiện, chỉ cần ăn sáo thôi hả anh Khan, vẫn tích được điện nữa. Để Hương nói cho nó biết là coi như mình để ngoài cho đến từng nào tắt nắng mới lấy vô phải không. Ở dưới đó bây giờ là nắng hơi yếu yếu, nó đem nó cất đi rồi. Để có nào giống hùm nhỏ vậy chạy lên. Đâu? Để coi coi. Trời ơi, tôi gặp một hùm nhỏ nữa là thôi tôi sợ luôn. Ổng mà cứ vô tù ra tù miết thôi. Mấy hùm nhỏ mới ra tù à? Vậy kì. Hả? Trời đất ơi, ông hùng nhỏ, hùng ròn. Là phải không? Ông hùng ròn, không biết. Ờ, giống không phải đâu, tao biết đâu. Chạy tới nhìn coi thử phải không? Khi nó đâu có ở tao gì mà nó để nó vô tù à. Là không phải. Thằng nó mập thù lù mà ròn đâu mà. Không phải anh hùng ròn. Ủa chạy lên cho chị nhìn coi.
không phải. Sam biết không phải. Chạy lại cho chị nhìn thôi. Mẹ mà, phải gì thằng mẹ hả? Ok, rồi thôi thằng mẹ thôi đi về luôn. Giống rồi, tưởng nó. Chạy ra đưa cơm thịt kho bà đẻ cho thằng Khui ăn. Ngồi nấu cha ngon quá. Ăn luôn rồi. Hương kho thịt kho bà đẻ ngon thì ngon, tại là Hương không có tho. Hương không kho bằng thịt đùi, Hương cũng không kho kho bằng thịt nạc răm. Hương kho bằng chân giò, thịt chân giò. Chân giò mà họ lóc ra nó có cái đoạn mà sụn sụn nó ngon lắm. Hương kho thịt kho bà đẻ ngon thì ngon, mà bố Hương thì ăn vài miếng thịt nạc thôi. Ông mình không ăn, Hương ăn hết thế rồi không Hương sạch đi hết rồi. Tony chị hỏi Tony nó ok để Tony đi giúp. Phương bệnh hả? Tuần này Hương xã toàn Phương hồi nãy Hương gọi phone cho Phương hỏi thăm thì Phương nói Phương đã được về rồi, nhưng mà Phương nói vẫn khi nói bình thường Phương vẫn bị chóng mặt thì là uống thuốc phone hết, nhưng mà lần này bị rất là nặng, rất là khủng khiếp, uống thuốc vào không hết luôn. Thì chạy đi nhà thương thì họ khám ra, họ chụp hình MRI rồi họ đo tim này kia xong họ nói không có gì hết thì họ cho đi về. Thì nhưng mà thấy anh Phương nói thì nghe cái giọng vẫn yếu lắm, cho nên Hương không có nói gì để chuyện đi bán, để cho em Phương yên tâm nghỉ ngơi. Hương nói gì hết để cho Phương nghĩ, nếu mà đúng ngày thứ bảy, tối thứ bảy Hương gọi mà em thấy Phương khỏe thì mới rủ Hương đi bán, còn nếu Phương không khỏe thì thôi Hương múc. Tại vì tuần này là Hương bán cơm canh chua cá chiên, cho nên múc cơm nè, múc căng nè, cho nên là có thể là Hương múc cơm. Hương múc canh để cho Tony phụ, Tony múc cơm rồi Tony bỏ cá chiên vô vậy đó, hai người làm. Còn nếu mà có Phương đi thì Phương làm với Tony thì Hương được đi vòng vòng tán dốc. Được nghỉ ngơi chứ không phải được tán dốc đâu quý vị, làm mệt suốt ngày, suốt hai ngày á. Nó không Tony ông nó ok để ông đi ông giúp. Thôi cho cô Phương nghỉ tuần này đi cho khỏe hẳn đã. Phương không nói gì hết, nói sợ bất công Phương lo rồi bệnh thêm, người thì đầu ốm yếu cả tông cả teo rồi, cho nên Phương không nói gì hết, nói với Tony thôi. Chủ nhà này em đi giúp chị nha, ông nói ok. Phải đặt hàng trước ông mấy ngày á, chứ sáng ngày là ông nói thôi em hẹn đi chơi với cousin. Cái ai mà hẹn đi chơi với cousin mọi người nghe có hợp lý chút nào không? Ông hẹn đi chơi với bồ thì ông nói đại em hẹn đi chơi với bồ đi, ông nói ông hẹn đi chơi với cousin. Cousin tức là em họ. Ông nói hẹn đi chơi với em họ nghe có hợp lý không? Nghe tức cười không? Có bồ nó đại rồi. Thôi không có chọc ghẹo ông, kệ ông, cho ông có bồ. Mừng cho ông chứ không thôi ai lo con nữa. Ông kiếm được một mái nhỏ về lo cho con ông với tội nghiệp. Con mẹ có em con lo rồi cần gì? Mẹ này Trần, anh Huỳnh đeo kiến mát nhìn bảnh trai ướt. Em đội mũ vô nhìn em đẹp hơn Huỳnh. Em mở mũ ra cái mặt em to như mặt em không đẹp đâu. Trời ơi, mặt to sao kệ em. Em phải thường xuyên đội mũ vô. Thả tim, thank you. Chị rao bán Huỳnh quá, tới chừng thời tới nó đỡ không nổi. Em nói chị nghe bắt tèm mà. Ào ào tới đỡ không nổi hả? Chưa thấy. Chị Đức chị nói để cho em single, chị đừng có ra quán như vậy, chị Đức ra chị đó. Đức nó để cho đời em treo lên, phải cho em 24/24, hơi đâu mà treo lên rồi thả xuống như thế cũng bị mất cách thôi. Cái đèn đó em, cái đèn năng lượng mà em để ra ngoài nó lấy mất tiêu. Cái đó cắm trong nhà chặt pin được, nó có thể có. Ủa rồi dưới xuống sao nó có pin chặt rồi? Nhiều khi nó đi vô thư viện, nó vô thư viện vô đâu. Trời ơi, ở bên nó không có. Hồi hôm bữa nó đem chị cái phone về, nó qua, nhờ chị chặt. Nó qua tụi phim trắng nó, kìa ta có mấy chặt. Nó nhờ chị đem cái phone về nhà chặt. Nó nói là nó không có điện, phone nó chết mấy ngày. Cái đèn nó chặt chút xíu vô điện đi nè. Em ơi, để ngoài nắng cấp. Cho nên là cứ phải để cái đèn ở ngoài. Đi xuống ghê lắm. Buổi sáng nó để ra rồi chiều nó lấy vô. Chỉ có gì dính trong người nó còn thôi đó. Huỳnh nói nè, em nghe đi, mất hết. Mình phải ngồi đó, mình phải ngồi đó. Em ơi, cái xe đạp ông Alex mất tối hôm qua rồi. Chị hỏi ông vậy là được một ngày hay hai ngày? Ông nói được con ngày. Tối hôm qua mất rồi.
Mà cái xe đạp của Alex ngon hơn hay xe động chuyên ngon hơn? Xe không chính nhẹ, xe chuét là hiệu chuét. Hồi lúc mà Huỳnh dặn Alex là phải lấy cái chiếc xe mà xe chắc á, xong cái ông sao không biết nữa, ông đòi cái chiếc xe dở hơn. Cái lại chị cũng chịu. Tại nó có cái bà ghét cho nên thích. Tại vì chị cũng đâu có biết xe nào dở, xe nào tốt đâu. Chị nói ok thôi em thích cái đó, chiếc em lấy cái đó đi. Chiếc chuét nó nhẹ. Cái là ông hả? Lấy về đâu được mấy ngày ông làm mất tiêu. Có một ngày ông mất rồi, sáng nay ông bảo mất rồi. Có đêm sáng ra mất rồi. Hai đêm đi cầm che rồi. Xe đạp ai mua mà cầm? Giờ bán 20 người ta mua. Ờ thì... bán chứ không phải là cầm. Chắc bán rồi. Đi qua tiệm cầm đồ. Bán 20 đồng rồi. Mà khi bán 20 người ta mua. Xe đó tốt mà. Xe của ông Trinh mới là xe tốt. Xe ông Trinh bán được bao nhiêu? Xe ông Trinh ta mua 5-60 đồng á. Trời ơi, lúc Huỳnh đã dặn Alex là lấy chiếc này tốt. Ông không nghe lời, ông đòi cái chiếc kia. Tại chiếc kia ở đằng sau nó có cái in để chở đồ. Có cái bà ghét á. Thế là ông lấy cái chiếc xe dở, cũng may, mỏng mất chiếc xe dở. Chiếc kia nó nhẹ. Nó nhẹ mà hả? À, Thảo Nguyễn, kha, trời ơi, cứu tôi. Chuyện gì đó em? Xe là chị rảnh không, có làm gì nếu ở gần chị đến... Ô hui là cái gì? Cọc cằn, vợ Tony mất rồi. Sao chị, vợ Tony ly dị rồi em. Hai vợ chồng ly dị rồi. Bây giờ Tony nuôi hai đứa con. Bây giờ có ai yêu dùm ông Tony, trông dùm hai đứa con của ổng thôi. Tiện thể Hương cũng rao bán ông Tony luôn. Chưa thấy ổng cha già mà nuôi hai đứa. Ơ quên, đàn ông mà nuôi hai cái đứa con thấy tội nghiệp. Là single dad con hay là single con. Ừ. Kim Liên Phạm, chào dì Hương, anh Huỳnh, gửi lời thăm chị Phương, dì Hương nhé, chúc chị nhiều sức khỏe. Cảm ơn con, Kim Liên. Nhi Trần, Huỳnh ơi, lúc này có người yêu chưa mà sao nhìn em dễ thương vui vẻ hơn trước. Đó, được khán giả khen rồi thấy không? Tại dạo này... Đừng có làm cái mặt hầm hầm. Tại dì Hương chỉ chọc tức rồi á. Chờ, nói gì nhẽo bên tay ngoài đau đầu á. Huỳnh Nguyễn Ngọc Thảo, chào hai chị em, chúc một ngày an lành. Anh Huỳnh kêu nào cũng đẹp trai, kiểu nào cũng đẹp trai mà. Con gái rất thích anh Huỳnh, đẹp trai và khỏe mạnh. Có nam tính. Ôi trời ơi, em ơi, em ở đâu? Em ở bên Việt Nam hay bên Mỹ? Nếu bên Mỹ em báo cho chị liền đi, em cho chị cái thành phố em là chị mua vé máy bay, chị ship nó qua tận nơi luôn. Châu Lê, đàn ông mà như Tony là ok rồi, mà cũng bị vợ bỏ. Buồn nhỉ, không phải là vợ Tony bỏ vợ. Tại Tony có nói chuyện với chị là Tony không có chịu được cái người vợ của Tony là không có... Thôi Hương không muốn nói nhiều đến gia đình Tony mà Tony không có chịu được thì Tony bỏ. Cái là si bỏ, si đi, si dọn đi, sau này si về, si năn nỉ Tony trở lại, Tony nói không. Là coi như là hai lần đều là Tony quyết định chứ không phải là si quyết định. Nó bên Mỹ là vậy đó, vui vợ chồng vậy, vui thì ở, không vui buồn thì đi thôi. À, cọc cằn, tội hai đứa nhỏ quá. Ừ. Với cái thằng Baron nó nhỏ xíu quý vị, nó có 3-4 tuổi, cái tay nó nhỏ xí, nó ốm tông á. Ken Nguyễn sao không rao dùm cụ Ken luôn. Ai yêu ông cụ Ken không? Thảo Nguyễn, mỗi cái tội bụng phệ, chết rồi. Anh Huỳnh kiểu nào cũng đẹp, mỗi cái tội bụng phệ nè. Tao bụng phệ là giàu sang, còn đàn bà bụng phệ là tao hoang cái nhà. Đình Thị Trí, Hương mới đi chơi về thì phải vui chứ, Huỳnh mới đi chơi về. Thảo Nguyễn ca. Trời ơi, biết cho tao đi làm, trời ơi, cô chết. Nói cái mặt em to hơn cái mặt heo, con tức cười quá. Ôi, cái username mà nói anh Huỳnh đẹp trai đang ở Việt Nam, vậy là không được rồi con ơi, anh Huỳnh về không được. Ken Nguyễn, đúng rồi. Chuyện người ta đừng có đem lên đây nói. Mình đâu có đem lên nói đâu. Tại có một người nói Tony bị bỏ vợ, cho nên mình không muốn là Tony mang cái mác bỏ vợ, giống như Tony là người xấu có lỗi gì vậy. Nên mình phải đính chính lại là Tony là người quyết định, là dứt khoát cái chuyện này, chứ không phải là Tony bị vợ bỏ. Cả hai lần, lúc mà hai người chia tay là Tony quyết định, rồi sau đó người đó trở lại năn nỉ Tony mới gần đây nè. Trời ơi, Tony cũng không chịu luôn, là hai lần đều do Tony quyết định chứ không phải Tony bị bỏ vợ như quý vị. Trời ơi, bên Mỹ này mà được vợ bỏ là mừng lắm đó bây giờ. Mình đang rao bán Tony mà. Kiếm vợ cho ông Tony luôn.
không phải kiếm vợ trong tương niên là kiếm má hai nha, đứa nhỏ chứ tội nghiệp nó, ai lo cho nó. Ở bên Mỹ này hả, mình đã có một ông boss rồi, đi làm đã có một ông boss rồi, về nhà sẽ có một người vợ boss nữa, mẹ mình cũng là boss của mình, nó có ba ông boss nữa, thì sao chịu nổi. Đúng rồi, chuyện người ta đừng anh em lên đây nói. Rồi Dũng Nguyễn Văn chào em Hương Quỳnh, chúc em và gia đình nhiều sức khỏe, an lành bình an để giúp cho anh em vô gia cư miếng ăn. Mẹ Việt Nam nấu, mẹ nấu. Rồi September PL à, anh Huỳnh nhớ tập thể dục thêm nha, ha ha, nhớ chưa, tập cho nhỏ cái bụng bớt á, cọc cằn. Ông Huỳnh nói tào lao nha, chuyện gia đình phải có trách nhiệm, con cái sao nói vui ở buồn đi. Ở bên đây vậy đó, ở bên Mỹ này vậy đó, vui ở buồn thì đi rồi chắc là áo đi mất rồi. Vậy á, các bạn mình nói vậy, như không vui, làm không vui là ta đi với mấy cô gái nước ngoài vậy đó. Thảo Nguyễn, Andy, Cụ Ken với Tony, KKK. Không vui là bỏ nhà, sắp còn áo đi thôi. Hương Lan Trần, đi đâu á Huỳnh? Anh đâu kể em. Anh Huỳnh lắm mối, tối nằm chèo queo, ông đã có mối là ông toàn là mối nói chuyện không mà mấy em gái bên Việt Nam nói chuyện với ông. Nhưng mà Hương biết là không có được cái gì rồi, tại Huỳnh không có giấy tờ. Nhưng mà thôi, nó thích nói chuyện với bạn thì cho nó nói chuyện cho vui. Chứ mà không có, Hương biết là không có đi tới đâu, Huỳnh đâu có đi về Việt Nam được. Thảo Nguyễn, ai mua không? Dữ Tâm, cà cà cà. JC Nguyễn, mặt cười tươi nên Huỳnh lên, mặt cười tươi lên Huỳnh để chị Hương dễ rao bán. Bé Huỳnh, chúc hai chị em nhiều sức khỏe, cọc cằn. À, ông Huỳnh ở giá luôn nha. Ông Huỳnh không chịu ở giá. À, Trâm Nguyễn, chúc chị Hương và Huỳnh nhiều sức khỏe, mình ở Việt Nam. Hello Trâm. Doan Vũ, Huỳnh cũng tốt tính, thương chị Hương theo kiểu làm nũng của em út, thích gì là phải theo kiểu chị phải nhường em ý. Nhưng đúng Huỳnh rồi, đúng dễ rồi. Thương, chịu khó. Đào Nguyễn, chào chị Hương và em Huỳnh. Chào, xin chào, xin chào. À, đi bán được 5 tô cơm. Có 5 tô cơm trổ lên, chiên lên xong cái lại đem bán luôn. Sao giờ hôm nay nắng ấm, trời mát. Ông Thiện là chiều nào ông hôm bữa chị hỏi ông là chị sao chị gọi cơm em, nói chiều nào ông cũng ở nhà lắc để ông kiếm ăn. Nhà lết nó không có đồ ăn hết á. Hương với Huỳnh có chỉ chỗ cho lắc đi lấy thịt gà, thịt heo đồ rất nhiều ở gần đó. Thì là ông sẽ đi lấy rồi ông ăn xong ông nấu nữa. Cho nên là ông Thiện chiều nào ông qua đó hết để ăn cơm. Rồi đây. Đào Nguyễn, chào Dương, em Huỳnh, Thảo Nguyễn. Con nói ở vậy đi cho gái nó thèm mà ổng không chịu. Ổng thèm chứ gái nào mà thèm ổng. Thảo Nguyễn, ở vậy là cho cô Hương tới lúc cô Hương già. Trời ơi, cô có làm gì hại đến con đâu mà con hại cô quá. Tony đạo chúa, bỏ vợ vậy có bị gì không vậy cô Hương? Chúc Hương hai sớm có mai hai Hương dễ hai. Thật ra là bên đạo chúa mình không có được, mình bỏ người, mình chia tay với người vợ đó, mình chưa có tội. Nếu mình lấy người khác thì mình mới có tội. Hai người nếu mà họ không thể nào hòa hoãn với nhau được, họ phải chia tay nhau thì họ chia tay nhau, họ vẫn chưa có tội gì hết. Nhưng mà nếu mà mình đi lấy vợ khác thì là mình có tội, lấy vợ khác hoặc chồng khác. Tức là mình chỉ được có một người vợ thôi. Rồi giáo hội cũng có nhiều cái luật để mà thay đổi. Cho nên là ai họ có cái hoàn cảnh mà họ biết, họ trình bày hoàn cảnh, họ ra tòa của giáo hội, mà là cái hoàn cảnh họ đúng là họ không có lỗi, mà nó là tội nghiệp cho họ, mà họ cần phải nuôi con gì đó. Thì giống như trường hợp Tony là cần phải kiếm vợ để nuôi con. Hương nghĩ Tony có khả năng rất lớn được lấy vợ. Tony có đạo hả? Sao Hương hay nghe Tony nói về đi chùa chiền này kia nên không? Không có đạo đâu. Ô, Tony không có đạo đâu em. Đạo thống bè mà. À, September PL, ông Huỳnh yêu ai cũng vậy ế luôn cho rồi.
Nhi Trần, chị ơi Huỳnh có đi làm giấy tờ không chị, để có giấy tờ về Việt có, Nam. Có thì cũng đi làm. Hưng nộp đơn cho Huỳnh hồi tháng 8. Lăn tay cho mình lăn tay rồi mà chờ thôi, kể kết quả thôi. Hưng nộp đơn cho Huỳnh hồi tháng 8. Cũng giống như ông Lộc vậy đó, ông Lộc cho mình lăn tay, anh đi cũng Lộc rồi cho mình lăn tay rồi. Trí Lê chào hai chị em dễ mến, Oanh Nguyễn chào chị Hương và Huỳnh. Ken Nguyễn, Tony đâu có phải đạo Chúa, đúng rồi, hình như Tony đạo gì? Ông bà. Ờ, hình như thờ ông bà. Hương Lý, hello chị Hương, thấy chị và Andy em vô liền, thank you em. Hương Lan Trần, món hàng nặng ký quá nên ế, chị Hương kêu ổng phải xin tập thể dục đi. Chị đi đóng tiền em tập thể dục đi. Kỳ này ông nhìn ăn nhiều lắm á quý vị, ông nhìn ăn khá nhiều á, cho nên là chắc ông giờ ngày ăn có 2 chén cơm mà. Ờ, hồi xưa ông ăn cũng ít, xong đến lúc ông nhìn ăn ông bao để ông đi ăn thịt với rau, ông khỏi ăn cơm, trời Hương nghe muốn té xỉu luôn, tăng xong ông cao ơi là cao mà ông nhìn ăn kiểu đó. Trời ơi, chú ăn to rồi nè, bây giờ ăn chén hai chén. Ờ, giờ ông ăn nhiều, ông nhìn nhiều lắm. Tô chả bé nè, quất lúc nào một lần là 2-3 tô. Ờ, ông ăn ớt nhiều rồi. Nhưng mà trưa hôm nay ông vừa mới ăn hết nguyên một con gà. Trời ơi, con gà nó nhỏ như cây tâm. Trời ơi, bự chứ nhỏ. Gà xé vài cái, xé được 4 miếng là hết gà. Gà đó là con gà già, nó hơn bô hơn khầm. Ken Nguyễn, đàn ông phải biết lo xa, lấy vợ thì phải lấy 3-4 bà phòng hờ, đến lúc về già bà này mà đuổi thì qua nhà bà kia. Ông của Ken quá biết lo xa. Làm thơ luôn chứ, chỉ làm thơ luôn. Thảo Nguyễn, ca, Đình Trí, Hương dẫn Huy đi nhà thờ, cho Huy đeo má phone để nói chuyện cho vui, vì Hương cho nói chuyện nhiều. Tại sao biết không? Tại vì Huy nó đứng xa cái máy mà nó lại nó nhỏ. Hương chạy vòng vòng, Hương đứng gần cái máy nói nên nó to. Đâu có cái phone nào đâu, Hương cũng đâu có cái microphone nào đâu. Có chứ, mình có microphone mà chị. Không, nhưng mà không có vô cái máy của mình nữa. Cái máy Hương mua hồi đó là của cái máy gì Hương quên rồi. Đâu có vô được mà chị vô rồi mà đó, cái phone này, cái phone. Loan Kim, chào chị Hương với em Huỳnh Nhi Trần, xem hai chị em và gia đình hằng riết nghiện rồi. thank you, nghiện tốt lắm em. Thảo Nguyễn, bị tăng sông hả? Huỳnh tăng sông cao lắm em. Vũ Liên, Huỳnh không phải gây chị đâu mà đang khịa chị gái đó, có vợ rồi không có thời gian khịa chị em gái nữa, thì bởi vậy cho nên Hương mới cần phải rao bán ổng, bán được ổng thì cho nó bỡ đỡ có bị ổng làm phiền á. Joseph Sĩ Anh, em mới vô xem hai chị em đi đâu, có mấy cái chén cơm đem xuống suối cho ông Hoàng Lùng với lại bên Nhã Lắc, mà ông Hoàng Lùng muốn đi đâu mất rồi. User Andy Huỳnh đi xin thẻ xanh như anh Nguyễn Dũng, An Lộc. Bây giờ An Lộc là number one rồi đó. Không có, ông Lộc ông nói làm cho người ta hiểu lầm, giống như là mình được thẻ xanh rồi, chưa được. Bây giờ khi mà mình xin thẻ xanh, người ta sẽ lăn tay chụp hình mình để người ta lấy cái vân tay mình, người ta đi điều tra, điều tra xem mình có làm cái gì bậy bạ này kia không, họ có cho mình lại thẻ xanh hay không. Nếu họ cho rồi thì họ sẽ gửi cho mình, nếu không thì họ trả lời cho mình biết. Chứ lúc lăn tay thẻ xanh không phải là để được thẻ xanh. Huỳnh cũng lăn tay rồi, Lộc cũng lăn tay rồi, hai người cùng lăn tay. Nhưng mà bây giờ đang trong giai đoạn mà người ta đi điều tra mình, người ta lấy vân tay của mình để người ta đi điều tra mình, chưa có gì hết. Lấy vân tay không phải là lấy vân tay để bỏ lên cái thẻ xanh. Ông tưởng là lấy vân tay để bỏ lên thẻ xanh rồi phát thẻ xanh nhà ông, không. Lấy vân tay đầu tiên hết là đi điều tra đã. Chừng nào người ta điều tra mà mình không có làm gì bậy bạ, người ta cho mình thẻ xanh thì người ta mới lấy cái vân tay đó bỏ lên thẻ xanh. Bây giờ là trong giai đoạn chờ đợi để cho người ta điều tra, sẽ chờ đợi 2 năm. Nó nói nó sẽ trả lời trong vòng 2 năm. Hương mới nộp cho Huỳnh hồi tất cả mọi người, nó gửi một lá thư giống nhau. Nó là một cái lá thư mặc định, họ ý hệt nhau, họ chỉ điền cái tên vô là họ gửi ra cho mình. Cho nên mọi người giống nào, nó bảo tao đã nhận được đơn của mày rồi, bây giờ mày đi lăn tay, kể từ bây giờ mà mày đi đâu thì phải đổi địa chỉ và vào đây để thay đi, để đổi địa chỉ để tao gửi tin tức về cái địa chỉ mới cho mày thì mày mới nhận được. Tất cả mọi người đều nhận được một lá thư như vậy. Thì họ nói là trong trường hợp này là đợi 2 năm, nhưng mà Hương đợp cho Huỳnh tháng 8, đến bây giờ tháng 10 là 2 tháng, tức
tức là còn 22 tháng nữa là có quyết định phải không? Nhưng mà hôm qua Hưng vô lại cacao thì Hưng thấy nó viết rằng là 14 tháng nữa thì ta sẽ cho mày biết cái quyết định của tao. Đúng là nếu mà đúng 2 năm thì 22 tháng nữa, ta Hưng mới nộp vào tháng 8. Mà nó chuyện nó nói là còn 14 tháng nữa thì mình cứ đợi thôi. Nhưng mà mình biết là người ta đang đi điều tra mình chứ không phải là người ta đã cho mình thẻ xanh rồi. Chua. Tối nào Hưng Huỳnh cũng phải cầu nguyện cầu xin Chúa. Có thể dành một cái ghế bay vô về Việt Nam liền. Không cần mang tiền theo cũng được. Về đó nhìn Việt Nam cũng được. Không có tiền về Việt Nam rồi em sao sống. Trời. Về đó xong đem theo tiền. Về mình có người yêu cứ làm hai đứa kiếm một nơi nào đó cái mình bán nhỏ. Mình có thể mở cái tiệm cơm, mở nhà hàng hoặc là mở tiệm bán đồ Mỹ. Rồi cần mua gì chị mua chị gửi về cho hai vợ chồng bán. Sống. Chứ mất mới đi làm thợ hồ hôm nay cũng bị bật ghê vậy á. Phụ hồ cũng được kìa. Rồi Hưng về tới nhà rồi, Hưng xin chào tất cả mọi người. Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin chúc một ngày an lành. Hôm nay tám nhiêu đó thôi. Tám nãy giờ quá trời rồi. Coi thử khán giả có nói gì nữa không rồi. Nước hộp mình vô cho chị. Ừ. Xem thử khán giả có nói gì nữa không. Ông Ken nói hay và đúng nè. Ai tăng sông lên uống nên uống nước mía thêm chanh và muối hột. Hằng ngày bảo đảm bỏ thuốc cao huyết áp luôn. Uống nước mía mà cho thêm chanh với muối hồn hả em? Nước mía thì lại đường. Nhà chị trồng được vài cây nước mía bên Mỹ, nước mía mắc lắm, một ly 10 đồng. Thôi thì uống thuốc cho rồi, không tốn đồng nào. Hưng Ly, chị Hương ơi, thời tiết bên đó lạnh không? Sao Hoành Mão khoác vậy? Hơi hơi lạnh rồi em, nó đi vào mùa thu. Thì thật ra là cũng chưa có lạnh lắm. Ông này cũng thích mặc thì ông mặc thôi. Đào Nguyễn, chị Hương ơi, em thương anh Huỳnh lúc ở suối. Giờ em lên bờ rồi. Em Huỳnh phải giữ gìn lập trường nha em. Cảm ơn em Đào Nguyễn. Dung Nguyễn, Huỳnh đi Việt Nam mà kiếm vợ phải sáng suốt. Lúc nào cũng phải luôn yêu thương bản thân mình. Đừng tin người rớt lại xuống suối. Đúng rồi. Nhưng mà Hưng nghĩ bên Việt Nam ít cái vụ này hơn. Nó không có tự do chứ bên này tự do quá. September PL có chị thương nên nhõng nhẽo đó chị. Thích chọc chị để dễ thương chứ chọc người khác người ta đánh đòn chết tát biết. Thảo Nguyễn, cô Hương nói đúng á. Châu Lê, Andy nếu về Việt Nam được đến căn hộ Vinhome Grand Park Thủ Đức, nơi chị ở cho vui. Nơi đó nó rộng lớn to đẹp lắm luôn em. Chừng nào chị về chị sẽ liên lạc em. Nếu mà ở đó được thì chị kiếm chỗ ở đó cho Huỳnh. Joseph Sĩ Anh, hôm nay em được rút cây bông gòn ra khỏi mũi nên thấy dễ chịu hơn. Hôm qua nhất cả đêm ngủ không được, em nằm cầu xin Chúa Mẹ quá trời. Ui cha, nhét cái bông gòn vô lỗ mũi hả? Nhưng mà em mới mổ xong người ta phải cho em thuốc đau chứ. Mình đau mình gọi liền, mình nói ta bị đau thì nó hỏi tăng thêm thuốc đau. Ngay cả khi người ta cho em thuốc đau rồi mà em thấy đau em nói nữa nó sẽ tăng đô lên. Cọc Cành, nếu cấp thẻ xanh thì bước đầu